giải đáp người bị bệnh gút có uống sữa Ensure được không? Các bạn thân mến, sữa Ensure là một sản phẩm được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới do tập đoàn Abbott Hoa Kỳ sản xuất. Loại sữa này giúp cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết yếu cho cơ thể, trong đó có chất đạm, vitamin C và các chất béo dễ hấp thu là những thành phần nổi bật nhất. Về mặt tác dụng, sữa Ensure mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như bổ sung các vi chất thiết yếu cho cơ thể, bồi bổ phục hồi sức khỏe cho người cần nâng cao sức khỏe, chống lại các dấu hiệu lão hóa kéo dài tuổi thọ, kích thích sự phát triển của các tế bào ở mô, cơ, xương và sụn khớp, bổ sung đầy đủ nhu cầu vitamin, protein và khoáng chất của cơ thể trong một ngày, phục hồi năng lượng sau khi chơi thể thao hay phẫu thuật, phòng tránh suy dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn. Vì vậy, sữa Ensure rất thích hợp cho những đối tượng nào và người bị bệnh gút uống sữa Ensure được không? Đây là vấn đề không chỉ người mắc bệnh mới quan tâm mà nhiều người thân của họ hay những người có ý định sử dụng loại sữa này cũng rất muốn biết. Theo nhà các nhà sản xuất khuyến cáo, sữa Ensure rất thích hợp cho những trường hợp sau: người mới trải qua cuộc phẫu thuật, người mới ốm dậy muốn phục hồi sức khỏe nhanh chóng, người cao tuổi muốn cải thiện và duy trì sức khỏe, đối tượng muốn tăng cân, các vận động viên thể thao, người lao động nặng nhọc muốn mau phục hồi năng lượng và sức khỏe, trẻ suy dinh dưỡng, còi cọc và biếng ăn. Những người muốn giảm cân có thể sử dụng thay thế cho bữa ăn chứa nhiều chất bột. Riêng đối với trường hợp mắc bệnh gút, do sữa Ensure có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nên người bệnh lo sợ uống loại này có thể khiến cho bệnh tình tái phát. Thế nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, người bị gút vẫn có thể uống được sữa Ensure nếu sử dụng với liều lượng thích hợp thì không chỉ có lợi cho sức khỏe, sữa còn giúp cải thiện các triệu chứng của căn bệnh này. Cách dùng sữa Ensure khi mắc bệnh gút. Sữa Ensure có thể dùng được sử dụng nhiều dưới hình thức như uống bổ sung thêm viên vào khẩu phần ăn chính để đáp ứng nhu cầu về năng lượng và chất đạm cũng như cân bằng các chất dinh dưỡng của bữa ăn, hoặc có thể sử dụng loại sữa này thay thế hoàn toàn cho bữa ăn chính đối với người bệnh gặp khó khăn trong chuyện ăn uống và những người muốn giảm cân. Khi sử dụng, lấy 6 muỗng bột gạt ngang với 195ml nước, cuội đều lên và thưởng thức. Tùy theo tình trạng người bệnh, người bị gút mỗi ngày có thể uống 1-2 ly sữa.